khán đài mới của sân vận động BG đang dàn thành hình. Trên khán đài, công việc lắp đặt ghế ngồi vẫn đang diễn ra với những chiếc ghế màu xanh và trắng. Ở phía trên, mái che đã bắt đầu được lắp đặt lớp phủ sau khi hoàn thành kết cấu thép. Bên trong khán đài, các công nhân đã bắt đầu thi công các khu vực chức năng. Có thể thấy kết cấu thép của khán đài mới này khá đồ sộ với màu xanh chủ đạo. Khán đài mới của sân vận động BG sẽ bổ sung khoảng 5.000 chỗ ngồi cho sân vận động này.